Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC do xứ ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha phụ trách trình bày. Thưa quý vị, chúng ta đến với bản tin Trung Quốc thúc đẩy hiện đại hóa châu Á với hội nghị ASEAN. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng thúc đẩy động lực hiện đại hóa của Á Châu. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chia sẻ, ông cũng là thành viên của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại hội nghị sau Bộ trưởng ASEAN với Trung Quốc được tổ chức vào thứ Sáu vừa qua tại Viên Chăn, thủ đô của nước Lào. Ông Vương Nghị cho biết trong thời gian gần đây, việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc và ASEAN với tương lai chung đã có những bước tiến vững chắc thúc đẩy hiệu quả sự phát triển chung. Trung Quốc cũng sẵn sàng chia sẻ những cơ hội phát triển với các quốc gia thành viên, hỗ trợ cho các nước ASEAN thực hiện con đường hiện đại hóa thành công, phù hợp với thực tế quốc gia, cũng như đặc điểm lịch sử và văn hóa của họ, thúc đẩy động lực hiện đại hóa của Á Châu với các đất nước ASEAN. Gia đình tang quyến đưa thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay ở Nepal về từ bệnh viện. Người thân của 5 trong số 18 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Nepal đã tập trung tại Viện Y khoa Đại học Tribhuvan ở Kathmandu để nhận thi thể người thân vào hôm thứ Sáu vừa qua. Người thân vẫn chưa nghe chính phủ hoặc hãng hàng không thông báo về nguyên nhân có thể xảy ra thảm họa. Họ cho biết một ngày sau khi chiếc máy bay phản lực nhỏ này rơi trong khi cất cánh tại sân bay ở thủ đô Nepal. Sự cố này đã làm nổi bật hồ sơ kém về an toàn hàng không của quốc gia nhiều núi và không giáp biển này. Với gần 360 người thiệt mạng kể từ năm 2000 trong các vụ tai nạn máy bay và trực thăng, chiếc máy bay CRJ-200 50 chỗ ngồi đã bị rơi trong tuần này do Saurya Airlines khai thác và chở 15 kỹ thuật viên, 2 phi hành đoàn và 2 thành viên gia đình của một kỹ thuật viên đến thành phố Pokhara ở miền Trung, nơi máy bay được lên lịch bảo dưỡng thường xuyên. Chỉ có cơ trưởng sống sót sau khi máy bay rơi xuống một cánh đồng bên cạnh đường băng và bốc cháy. Bộ trưởng Mexico cho biết Mexico không liên quan gì tới vụ bắt giữ El Mayo ở Hoa Kỳ. Bộ trưởng An ninh Mexico Rosa Rodriguez đã nói chính phủ nước này đã được chính phủ Hoa Kỳ thông báo về việc bắt giữ trùm ma túy Ismael El Mayo Yambada và Joaquin Guzman Lopez, con trai của El Chapo Guzman. Rodriguez cũng đã nói trong cuộc họp báo buổi sáng thường kỳ, chính quyền Mexico không tham gia vào những hoạt động bắt giữ họ. Zambada, đồng sáng lập băng đảng ma túy khét tiếng Sinaloa của Mexico, dự trù ra tòa ở phiên tòa liên bang El Paso, Texas. Và theo như luật sư của Zambada, họ đã không trả lời ngay lập tức những yêu cầu bình luận. Hai di sản thiên nhiên của Trung Quốc được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Hai địa điểm thiên nhiên khác của Trung Quốc đã được đưa vào danh sách di sản thế giới vào hôm thứ Sáu, trong phiên họp thứ 46 của Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO. Phiên họp đã khai mạc vào ngày 21 tháng 7 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ và sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Hai địa điểm này có tên là sa mạc Padan Charan, tháp cát và hồ, và khu bảo tồn chim di cư dọc theo bờ biển Hoàng Hải, vịnh Bột Hải của Trung Quốc. Sa mạc Padan Charan nằm ở cao nguyên Alasan thuộc khu tự trị Nội Mông, miền Bắc của Trung Quốc, là sa mạc lớn thứ ba và là sa mạc di chuyển lớn thứ hai ở Trung Quốc. Khu vực này nổi tiếng với những cồn cát cao nhấp nhô và nhiều hồ giữa các ngọn đồi, cho thấy đặc điểm địa chất và địa mạo thay đổi của cảnh quan sa mạc. Các điểm mốc của sa mạc Padan Charan bao gồm những cồn cát cố định cao nhất thế giới với chiều cao tương đối là 460 mét, các hồ sa mạc dày đặc nhất, vùng cát hát rộng lớn nhất và các dạng địa hình sói mòn gió đa dạng, chứng minh quá trình phát triển quan trọng, điển hình và liên tục của các dạng địa hình gió và cát trên trái đất. Bình Định thu hồi giấy phép khai thác thủy sản của 190 tàu cá vi phạm. 190 tàu cá vi phạm 30 không ghi danh, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản từ Bình Định đã bị thu hồi giấy phép khai thác khi Việt Nam tích cực tìm cách thuyết phục Âu Châu gỡ thẻ vàng cảnh báo đối với thủy sản Việt Nam. Chi cục thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định đã được loan tin ban hành quyết định tạm thời thu hồi giấy phép khai thác thủy sản đối với 190 tàu cá. Đại diện chi cục cho biết tàu cá bị thu hồi giấy phép với chiều dài 12 đến dưới 15 mét,
Hồ câu mực chủ yếu xuất bến ở tỉnh phía Nam do chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bình Định, qua sự việc này đã đưa ra yêu cầu đối với những tàu cá 30, Chi cục Thủy sản tỉnh phải rà soát kiểm tra hướng dẫn thủ tục ghi danh tàu cá theo quy định. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố ven biển có trách nhiệm báo cáo danh sách những chủ tàu cá nào không ghi danh, đưa vào danh sách của bảng của xã, thưa quý vị, tức là phá tàu, lấy phế liệu đối với tất cả tàu cá không ghi danh. China Media Group sẵn sàng đưa tin về Thế vận hội Paris 2024. China Media Group CMG đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để phát sóng Thế vận hội Olympic Paris 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Ba studio phát sóng trực tiếp và một studio địa điểm của CMG đang được sử dụng tại Paris. Nằm ngay đối diện tháp Eiffel, studio địa điểm sẽ cung cấp phạm vi phủ sóng của sự kiện cùng với studio CMG tại trung tâm báo chí chính của Thế vận hội Olympic Paris 2024. Với tháp Eiffel đóng vai trò là phông nền trong các bản tin trực tiếp, studio này hướng đến mục tiêu tạo ra bầu không khí nhập vai bằng cách kết hợp các cảnh thực với công nghệ ảo, mang đến trải nghiệm nghe nhìn chất lượng cao cho người xem. Là một đài truyền hình chính quốc tế đưa tin về số lượng sự kiện thể thao nhiều nhất tại Thế vận hội Olympic Paris 2024, CMG đã huy động một đội ngũ gồm 2.000 thành viên tại cả Trung Quốc và Pháp, bao gồm sản xuất, phát sóng, hỗ trợ công nghệ và đưa tin. Được hỗ trợ bởi các công nghệ tiên tiến như UHD, AI, 5G và nền tảng đám mây để đưa tin về Thế vận hội, CMG đang sử dụng các hệ thống phát sóng tự phát triển và các thiết bị chính cho phép đưa tin đa chiều và đa diện về sự kiện này. Thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC do sứ ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha phụ trách trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc website ibchomeshopping.com. Vâng, Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc cho quý vị một ngày đầu tuần vô lượng an lạc.